Praha đang lại mưa gió đây. Thời tiết thì chán. Còn hôm nay thì tình hình dịch bệnh ở Praha này và nói riêng và Cộng hòa Séc nói chung là hiện tại ở đây đang là 18 người bị dính virus corona rồi. Rất là nguy hiểm. Ở Italy thì còn kinh khủng nữa. Dân Séc này họ rất là bình tĩnh. Họ không hề sợ hãi. Tất nhiên là họ có đi siêu thị để mua đồ ăn các thứ. Nhưng mà họ nói về cái dịch virus corona này, họ cảm thấy là nó cũng như là các cái dịch cúm thông thường, nên họ rất là bình tĩnh. Tôi không biết như thế nào nữa, nhưng mà hy vọng là virus corona nó không lan rộng. Những người Séc mà về mà bị ấy, thì hầu như là đi du lịch ở bên Italy về. Bùng phát là ở Italy, sau đó lan rộng ra các nước ở trong châu Âu. Mà người Séc này rất thích đi du lịch ở Italy. Ở bên đấy có khu trượt tuyết rồi phong cảnh đẹp, nên là người Séc đi rất là nhiều. Thời tiết quá buồn luôn. Thì tình hình kinh doanh buôn bán của người Việt mình trong thời kỳ dịch bệnh này thì cũng ảm đạm. Quán ăn rồi Bottravini là như kiểu là tạp hóa ở nước mình ấy. Ví dụ như là đang bán ngày 20.000 krun thì bây giờ chỉ còn mười mấy nghìn krun thôi. Cái doanh số nó cũng giảm cực kỳ nhiều ấy, gần nửa. Hy vọng là hè đến, thời tiết nắng ấm thì dịch nó sẽ hết và cuộc sống trở lại bình thường. Chứ cứ như này thì rất là lo lắng. Hôm nay thì tôi cũng có cập nhật tình hình rồi thì được biết là ở Hà Nội cũng vừa bị một người đấy là tớ đi Anh xong rồi đi Ý, quay trở về Việt Nam thì dính. Rất nguy hiểm. Hy vọng Hà Nội và Việt Nam chúng ta sẽ trải qua giai đoạn này, sẽ không nhiều người bị bệnh và mọi việc trở lại bình thường. Thôi xin chào tất cả mọi người nhá. Tình hình dịch bệnh chán lắm rồi. Vừa đấy tôi ra quán ăn, bây giờ lại phải đi ra cửa hàng nữa. À hồi tất cả mọi người, hẹn mọi người ở những clip sắp tới. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe và đẩy tan dịch bệnh. À hồi.